trong phút này, là mừng trong phút này. Khi chiến tranh còn cay thêm máu lửa, thì mong xin trả hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi Vâng, xin chào mọi người đã xem video trên kênh âm thanh của Triều Phát. Vâng, video này em lại giới thiệu lên đến mọi người một cặp loa dàn của hãng Denon. Loa có model đèn nào USC MW3S, loa 3 đường tiếng, được thiết kế khá đẹp và chắc chắn. Vâng, vừa rồi thì em ghép tạm với chiếc âm đi Denon công suất là 100W, có đường lâu lướt và đánh khá là hay. Cặp loa tuy nhỏ gọn mà công suất 50W một chiếc nên là nó cũng chịu lực khá là ok. Và đây là mặt trước của loa Denon USVC MW3S. Đây, với một loa bass có đường kính cả viền là 13 cm. Loa màng carbon màu trắng, mũi cứng và gân cao su. Gân này vẫn là gân zin đi theo loa các bác nhé, gân zin đi theo loa vẫn còn rất tốt. Đó, loa màng trắng, viền này nó là viền viền nhựa trắng, ốc nụ năng. Và loa bát này thì chưa tháo ra khỏi thùng các bác nhé, nó rất khó tháo nên là vẫn còn zin. Đây có chữ Denon in ở trước mặt đây. Đây là nó là một chiếc check dom lớn. Và bên này nó còn một cái loa con nữa. Loa con này thì nó màng cứng nhá, mũi cứng lắm. Đó, ấn vào nó không đún vào được. Loa thùng loa thì với chiều cao là 25 và chiều sâu là 24. Chiều ngang là 15 cm. Thùng loa được thiết kế khá gọn gàng, tuy nhiên là loa 3 đường tiếng. Đây, chiếc loa bass thứ hai. Và các mặt loa phía trước vẫn còn rất đẹp, cả loa bass. Check dom này nó là cái mũi vải nhé, mũi vải mềm, mũi vải vẫn tròn. Thùng loa vân gỗ màu vàng. Nó đời lại khá ít các bác nhé, trên thị trường là cũng khá ít so với các đời khác. Mặt sau của loa với thông số là Denon USC MW3S, chiều kháng là 6 ohm, công suất là 50W một bên. Đó, công suất khá lớn các bác nhé, Denon hay làm công suất lớn 50W. Tổng công suất cho một cặp nó là 100W. Và đời này là cầu bắt loa là cầu bắp chuối. Đó, các bác có thể xoáy ra rồi đút dây vào để xoáy nó vào, bắt nó vào. Đó, chân đồng rất là chất lượng. Và mặt sau loa còn đẹp các bác nhé, góc cạnh chắc chắn là rất ok luôn. Vâng, thùng loa cũng khá nặng,
Ở đâu thì hay làm từ rất là gấu, là cầm lên thấy đó cũng khá là nặng tay. Tuy nhiên là nó rất là khó tháo các bác nhé. Em chưa thể tháo ra khỏi thùng được nên là không biết là từ của nó như thế nào, nhưng mà khá nặng. Có lẽ là rất chất lượng. Đàn ông hay làm loa có phân tần, kể cả loa gian. Và loa còn đầy đủ e căng. Đây, hai e căng còn sạch đẹp. E căng màu trắng, không hề bị rách. Rồi, em sẽ test qua một đoạn nhạc, test lại một lần nữa. Tình càng thiết tha nhiều, ta có vui vì mai xa cách rồi. Dù thời gian chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này con ghi mãi. Cảm nhận chất âm của đàn ông là khá ấm áp và tiếng bass là khá tốt. Trong phân khúc loa nhỏ thì là đàn ông luôn được đánh giá cao. Ok, bác nào cần cặp loa về ghép âm ly hoặc là ghép dàn thì liên hệ với em qua số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện. Vâng, giá bán em đang ở trên bài và giá bán chưa bao gồm phí ship. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.